Hey, xin chào các bạn. Xin chào anh Tommy Nguyễn, cũng như là tất cả khán giả của Nguyễn Kiên đang xem cái chương trình hướng dẫn sử dụng đèn PRESR 750 cũng được, mà 910 cũng được, 970 cũng được, kiểu lưu mà banh tiếng để mối điệu. Chúng ta có một cái nốt như này, có một cái điệu đại khái vậy. Thì rất là dễ. Bình thường thì chúng ta nhấn là nút phrase, đúng không ạ? Các bạn quan sát vào đây, bình thường chúng ta nhấn nút phê rồi thì nó sẽ khóa lại, nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm rất là đơn giản. Nói đại khái là cái tiêu đề này là lưu điệu ở trên 8 cái số này. Ok. Đầu tiên chúng ta chọn một cái điệu. Ok. Điệu gì cũng được, điệu bolero, rumba hay cái điệu gì trên đời này mà các bạn muốn. Ví dụ tôi chọn một cái điệu ở đây. Ở trong này tôi sẽ có một cái điệu là Pino Ballad. Đó. Ok, đó, thì tôi đánh là lớp xong. Ok, bolero rumba gì đó. Các bạn quá trời luôn. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta muốn nó rất là dễ. Thì bây giờ chúng ta chọn cái điệu xong rồi, chúng ta chọn tempo. Ví dụ chúng ta chọn là tab tempo như thế này, là chúng ta chọn nó là 30, 70 gì đó. Thì đây là 70 mặc định, cái này là 70 đó. Còn điệu này mặc định của nó là 68. Ok. Đó, thì chúng ta chọn một cái tempo, xong khi chọn tempo rồi thì chúng ta sẽ chọn cái tiếng. Ok. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ có là điệu số 1, nó là tiếng số 1 là tiếng piano và điệu piano ballad. Đây, đó, đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test thử. Chúng ta chỉ cần nhấn là chọn điệu, xong chọn tiếng và chúng ta nhấn cái nút memory và chúng ta chọn vào số 1. Đó, chọn rồi. Rồi, số 2 là chúng ta chọn điệu slow rock. Thì chúng ta có là điệu slow rock ở trong này. Modern slow rock đây. Đó. Chúng ta có modern slow rock và tiếng đàn của chúng ta sẽ là tiếng kèn saxophone. Ok. Saxophone đây đó. Hoặc pan flute gì đó, các bạn tùy các bạn. Thích cái tiếng gì cũng được hết trơn á. Rồi. Tôi đấy là pop saxophone. Chúng ta nhấn memory số 2. Rồi. Tương tự là điệu số 3 chúng ta sẽ chọn là bolero hoặc rumba hoặc cha cha hoặc lát gì đó. Ha, bolero ha. Rồi. Ok, thì chúng ta sẽ chọn là tiếng tranh, tiếng bầu, sáo, kìm cò gì đó. Đó, chúng ta chọn vào số 3. Nhấn cái memory này và chọn số 3. Rồi, sau khi xong rồi á thì chúng ta sẽ lưu lại như thế nào? Chúng ta lưu lại á thì chúng ta nhấn rất là dễ, chúng ta nhấn cộng trừ một lúc. Đó, cộng trừ mà trên màn hình nó sẽ hiện thị là cái nốt là shell hay là nốt gì đó, thì các bạn có thể chọn đó. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn cái nốt shell trên này, ở đây các bạn nhìn thấy ha. Đó, shell là ở số 6. Ok, bạn nhấn shell lại, các bạn đặt tên cho nó. Đó, các bạn đặt tên cho nó thì các bạn nhấn vào đây là nhấn là ABC đây, khiên gì chẳng hạn đó, xong nhấn OK, Enter đấy, xong. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng nó, nhớ là cái tiếng ca chữ mà có chữ ca, có chữ ca thì chúng ta có cái chữ ca là OK rồi. OK, bây giờ chúng ta chọn số 1 thì nó ra này, đó, số 1 ra điệu này, piano ballad này, đó, tiếng số 2 này ra điệu silo này, đúng không ạ? Đó, tiếng số 3 chúng ta sẽ là cái điệu bolero, sun. Okay, chúc các bạn thành công. Đang làm nè, xong rồi. Ok. Ok, rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và chúc các bạn sẽ thành công. Và nhớ like, subscribe kênh của mình để nhận video mới. Năm mới chúc các bạn sức khỏe, dồi dào, phát tài, phát lộc. Cảm ơn anh Tommy đã đề xuất ý kiến này.